Tất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua luôn được chúng tôi cập nhật để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Ngày 11 tháng 3, theo thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, Công an Thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, đang củng cố hồ sơ điều tra tài xế Nguyễn Văn Thành, sinh năm 1994, trú tại Thụy Ninh, Thái Thụy, Thái Bình, về hành vi chống người thi hành công vụ. Khoảng 10 giờ cùng ngày, đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4 của Cảnh sát Giao thông phát hiện xe đầu kéo 15C209.32, kéo theo rơ móc 15R113.71 trên 10 tấn do thành điều khiển đi vào cao tốc Nghi Sơn Diễn Châu. Tuyến cao tốc này cấm xe tải trên 10 tấn lưu thông. Tổ công tác cảnh sát giao thông ra tín hiệu dừng xe nhưng tài xế xe container không chấp hành hiệu lệnh mà cố tình bỏ chạy. Quá trình bỏ chạy, tài xế này liên tục điều khiển xe lạng lách đánh võng và đâm vào đuôi xe tuần tra của cục cảnh sát giao thông. Hành vi của Thành khiến xe cảnh sát giao thông hư hỏng phần đuôi bên phải, xe ô tô đều kéo hư hỏng phần đầu. Đến km 369 hướng đi Hà Nội, cảnh sát dừng được xe, khống chế tài xế Thành, kiểm tra nồng độ cồn ma túy, Thành không vi phạm. Tổ công tác bàn giao tài xế xe container cho công an thị xã Nghi Sơn tiếp nhận điều tra xử lý. Trước đó mạng xã hội chia sẻ video ghi lại hình ảnh xe container không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát do người đi đường ghi lại. Theo nội dung đoạn video, xe ô tô chuyên dụng của cảnh sát đi phía trước yêu cầu tài xế dừng xe nhưng lái xe container ở đằng sau vẫn cố vượt lên. Tài xế container liên tục đánh võng trên đường, thậm chí có thời điểm thùng container suýt lật khiến người đi đường hú vía cộng đồng mạng bức xúc cho rằng tài xế container không chỉ coi thường pháp luật mà còn coi thường tính mạng những người tham gia giao thông khác vì vậy cần tịch thu vĩnh viễn bằng lái của người này theo thông tin được biết, từ ngày 1 tháng 9 năm 2023, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An đưa vào khai thác tạm thời đối với phân đoạn từ nút giao Đông Xuân đến cuối tuyến dài 9,7 km của dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Mai Sơn quốc lộ 45, dự án thành phần đoạn quốc lộ 45 Nghi Sơn và dự án thành phần Nghi Sơn Diễn Châu thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020. Đường cao tốc này chỉ phục vụ cho ô tô con, ô tô khách, ô tô tải nhỏ hơn hoặc bằng 10 tấn. Các phương tiện không được tham gia giao thông trên đường ô tô cao tốc gồm xe tải trên 10 tấn, xe mô tô, xe gắn máy, máy kéo, xe máy chuyên dùng có tốc độ nhỏ hơn hoặc bằng 70 km một giờ, xe thô sơ. Ngày 11 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc nữ sinh Trần Thị Minh Tê, 19 tuổi, học sinh lớp 12, trường trung học phổ thông Y Đôn, huyện Đắc Pơ, tỉnh Gia Lai, về hành vi dùng hung khí đầm tử vong một nữ sinh lớp 11. Theo điều tra ban đầu, do có mâu thuẫn trên mạng xã hội Facebook, khoảng 14 giờ 39 phút ngày 6 tháng 3, nữ sinh Trần Thị Minh Tê đã nhắn tin cho nữ sinh Phan Nguyễn Ngọc Hát, 17 tuổi, học sinh lớp 11, trường Trung học Phổ thông Nguyễn Trãi, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai, hẹn gặp để giải quyết mâu thuẫn. Sau đó, cả hai nữ sinh đã rủ thêm nhóm bạn của mình đến điểm hẹn. Bắt đầu cả hai hẹn gặp nhau trước hội trường 23 tháng 3 thuộc địa bàn phường An Tân, thị xã An Khê. Sau đó đổi sang hẹn nhau trước cổng trường mầm non tại tổ 6 phường An Bình, thị xã An Khê. Khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, hai nhóm nữ sinh trên gặp nhau tại điểm hẹn. Tại đây giữa nữ sinh Trần Thị Minh Tê và nữ sinh Phan Nguyễn Ngọc Hát xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau. Trong lúc xô xát, nữ sinh Trần Thị Minh Tê đã dùng hung khí thủ sẵn trong người đâm nhiều nhát vào người nữ sinh Phan Nguyễn Ngọc Hát thấy vậy nhóm bạn đi cùng đã đưa nữ sinh Phan Nguyễn Ngọc Hát tới bệnh viện đa khoa khu vực An Khê cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó riêng nữ sinh Trần Thị Minh Tê sau khi gây án đã đến công an thị xã An Khê đầu thú sau đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh gia lai đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với nữ sinh Trần Thị Minh Tê sinh năm 2005 trú tại xã Tân An huyện Đắc Pơ để điều tra về hành vi giết người sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi, công an đã bàn giao thi thể nữ sinh Phan Nguyễn Ngọc Hát cho gia đình tổ chức mai táng. Đến chiều ngày 7 tháng 3, rất nhiều bạn học thầy cô giáo của nữ sinh Phan Nguyễn Ngọc Hát đã tới thăm hỏi động viên và chia sẻ nỗi đau với gia đình nạn nhân. Theo các bạn học nhận xét, nữ sinh Phan Nguyễn Ngọc Hát là học sinh có lực học khá, tích cực tham gia các hoạt động phong trào văn nghệ của trường lớp. Theo thông tin ban đầu, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đã bắt đối tượng Phạm Ngọc Tiên sinh năm 1994, ngụ xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi, bị truy nã đặc biệt về các tội giết người và làm nhục người khác. Điều tra cho biết Tiên vốn kinh doanh hoạt động karaoke ở tỉnh Bình Dương. Đầu năm 2021, Tiên về Quảng Ngãi mở cơ sở karaoke Hoàng Gia, xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa và tổ chức tuyển nhiều nhân viên nữ, phần lớn là trẻ vị thành niên, nữ thanh niên trẻ, từ tỉnh Bình Dương về phục vụ cho quá trình hoạt động. Đến tháng 3 đầu tháng 4 năm 2021, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi và Công an huyện Tư Nghĩa nhận được thông tin cầu cứu của một số người dân về việc con em mình bị bắt nhốt làm việc trong quán karaoke Hoàng Gia. Qua kiểm tra cơ sở karaoke Hoàng Gia, công an thu giữ nhiều phương tiện dùng để tra tấn các nhân viên, ngoài việc sử dụng số nữ nhân viên cũ, tiên cùng đồng bọn, trong đó có Phạm Công Đạt dụ dỗ lừa các em gái ở những huyện miền núi vùng cao Quảng Ngãi và các tỉnh miền Trung đưa về quán ép làm tiếp viên. Tất cả tiền của khách trả phục vụ, các nữ nhân viên đều bị tiên thu hết, trả công các nhân viên rất nhỏ giọt rẻ mạt. Nhân viên nào không chịu chiều khách thì bị tiên và đạt đe dọa đánh đập bỏ đói. Chúng còn dọa đưa hình ảnh thông tin nhạy cảm của các cô gái đến người thân hoặc đưa lên mạng xã hội nên nhiều người rất sợ hãi. Thời điểm kiểm tra, công an phát hiện và giải cứu 8 nhân viên nữ bị nhốt trong phòng. Trên da còn nhiều vết thương mới. Các em bị hành hạ bằng những đòn tra tấn dã man như thời Trung Cổ lột quần áo, trích điện, dùng dao chém, gậy vụt nhốt và lồng sắt. Sau khi thực hiện các hành vi tàn ác dã man, Tiên cùng đồng bọn bỏ trốn khỏi địa phương. Đầu tháng 3 năm 2024, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp cùng Công an xã Đông Thạnh và Công an huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ Tiên khi đang lẩn trốn tại một nhà xưởng ở xã Đông Thạnh. Đối tượng được di lý về Quảng Ngãi để phục vụ điều tra xử lý. Vừa qua, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị đã phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an và các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Dương bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Linh Đoan, sinh năm 1994, quê Quảng Nam, đồng thời tạm giữ đối với Trần Quang Triệu, sinh năm 1993, quê Bình Định, để điều tra về hành vi cướp tài sản. Đây là hai đối tượng tham gia nhóm cướp tiệm vàng ở thị trấn Lai Uyên, huyện Bầu Bàng, tỉnh Bình Dương vào trưa hôm 3 tháng 3, cướp đi một số lượng lớn vàng. Theo cơ quan công an, sau khi xảy ra vụ cướp, lực lượng chức năng đã phối hợp tiến hành khám nghiệm truy xét các đối tượng gây án, qua đó nhận định nhóm cướp có 4 thanh niên sử dụng súng để uy hiếp chủ tiệm vàng cướp tài sản. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau khoảng 30 giờ đồng hồ gây án, các trinh sát đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Linh Đoan khi đang lẫn trốn tại một nhà nghỉ ở thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tiếp đó, Cơ quan công an cũng đã xác định được đối tượng Trần Quang Triệu là đồng phạm tham gia cướp nên vận động đầu thú. Đến ngày 6 tháng 3, Triệu đã đến phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Bình Dương xin được đầu thú, khai nhận hành vi cướp tài sản của mình và đồng bọn. Quá trình điều tra, cơ quan công an cũng đã bắt giữ đối với Nguyễn Văn Thịnh sinh năm 1995, quê Bà Rịa Vũng Tàu, do đã giúp nhóm này tiêu thụ số vàng đi cướp. Theo lời khai ban đầu, các nghi phạm khai tham gia các hội nhóm vỡ nợ, làm liều trên mạng xã hội rồi kết nối bằng bạc với nhau đi cướp tiệm vàng. Các đối tượng trên đã giao nộp một số lượng lớn tăng vật đã chiếm đoạt được. Về hai đồng phạm trong vụ cướp còn lại, hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã xác định được hiện đang tổ chức truy bắt. Công an cũng đề nghị các đối tượng ra đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Trước đó, nhóm 4 đối tượng trên đi xe máy bất ngờ xông vào tiệm vàng Bích Quý, thị trấn Lai Uyên, huyện Bầu Bàng. Các đối tượng dùng một vật giống súng đe dọa cướp đi số lượng lớn vàng. Khi thực hiện cướp, các đối tượng làm rất nhanh. Chọn tủ có nhiều vàng và trọng lượng lớn, ước chừng số vàng bị cướp trị giá khoảng 1,6 tỷ đồng. Ngay sau khi gây án, nhóm người đã lên hai xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường. Người của tiệm vàng và người dân xung quanh tri hô đồng thời trình báo cơ quan chức năng theo quy nhận, các đối tượng đều mặc áo khoác, đội nón bảo hiểm, che kính mặt. Mới đây, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, qua mở rộng điều tra đại án đăng kiểm, đơn vị đã khởi tố tổng cộng 318 bị can liên quan đến các hành vi sai phạm trong lĩnh vực đăng kiểm với 11 tội danh, nhận hối lộ, đưa hối lộ, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, tham ô tài sản giả mạo trong công tác sản xuất mua bán trao đổi tặng cho công cụ thiết bị phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật xâm nhập trái phép vào mạng máy tính mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ ngày 29 tháng 2 đến ngày 5 tháng 3, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 63 bị can tại 10 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới và các doanh nghiệp thi công, cải tạo phương tiện xe cơ giới ở nhiều tỉnh thành phố để tiếp tục điều tra làm rõ các hành vi nhận hối lộ, đưa hối lộ, môi giới hối lộ, làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức, sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức các lệnh và quyết định trên đã được Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê chuẩn thi hành. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng từng bước làm rõ hành vi sai phạm tiêu cực có hệ thống được tổ chức xuyên suốt từ một số lãnh đạo cục đăng kiểm Việt Nam, phòng kiểm định xe cơ giới đến giám đốc nhiều trung tâm đăng kiểm gây hậu quả đặc biệt lớn cho xã hội. Quá trình điều tra, mở rộng vụ án, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã kịp thời báo cáo Bộ Công an, kiến nghị cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành thực hiện một loạt nhóm giải pháp để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động đăng kiểm xe cơ giới điển hình như miễn đăng kiểm xe cơ giới lần đầu giãn cách chu kỳ đăng kiểm phân cấp phân quyền gắn với thanh tra kiểm soát chặt hoạt động đăng kiểm cho các địa phương góp phần từng bước quản lý chặt chẽ hơn hoạt động kiểm định xe cơ giới vừa góp phần nâng cao an toàn phương tiện và bảo vệ tính mạng con người đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp hiện nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Mới đây công an tỉnh Bình Thuận đang điều tra vụ cháy tại kho xe tan vật tại khuôn viên trụ sở công an huyện Tánh Linh vào chiều tối ngày 9 tháng 3. Theo thông tin ban đầu có khoảng hơn 200 mô tô là tan vật vi phạm hành chính cất giữ trong kho xe tan vật đã bị thiêu rụi. Đại tá Lê Thành Hùng Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp đến hiện trường vụ cháy chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả và điều tra làm rõ vụ cháy lớn tại kho xe tăng vật. Sau vụ cháy, vấn đề được rất nhiều người quan tâm, đó là ai sẽ phải có trách nhiệm bồi thường cho chủ sở hữu có xe vi phạm bị cháy. Về vấn đề này, Tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp Đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, trong quá trình tạm giữ phương tiện để giải quyết theo các thủ tục hành chính, thủ tục tư pháp thì cơ quan chức năng có trách nhiệm bảo quản, quản lý, đảm bảo an toàn đối với các phương tiện này. Nếu để xảy ra cháy nổ gây thiệt hại đến tài sản của tổ chức cá nhân, thì phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. Trường hợp cơ quan chức năng thuê kho bãi tạm giữ phương tiện, thì người trong giữ có trách nhiệm bảo quản. Nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. Trong vụ việc này, cơ quan chức năng sẽ phải xác định làm rõ nguyên nhân vụ cháy là do chủ quan hay khách quan. Trong trường hợp có căn cứ cho thấy đã có người phá hoại có chủ đích, đốt bãi xe thì sẽ khởi tố người này về tội hủy hoại tài sản theo điều 178 Bộ luật hình sự. Đồng thời, người thực hiện hành vi vi phạm pháp luật hình sự gây thiệt hại đến tài sản có trách nhiệm phải bồi thường toàn bộ thiệt hại đã gây ra cho các cơ quan tổ chức cá nhân theo quy định của pháp luật. Theo luật sư Cường, trường hợp kết quả xác minh cho thấy không có người đốt cố ý làm hư hỏng tài sản nhưng đã có hành vi vi phạm quy định an toàn về phòng cháy chữa cháy, vô ý gây thiệt hại đến tài sản thì người vi phạm quy định này cũng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội danh tương ứng và có trách nhiệm phải bồi thường thiệt hại do hành vi của mình gây ra. Trường hợp vụ việc không có dấu hiệu cấu thành tội phạm, không có lỗi của các chủ thể có liên quan thì vấn đề bồi thường thiệt hại được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự liên quan đến hợp đồng gửi giữ tài sản bên giữa tài sản có trách nhiệm phải bồi thường thiệt hại. Nếu có bảo hiểm cháy nổ, thì cơ quan bảo hiểm có trách nhiệm bồi thường theo nội dung hợp đồng bảo hiểm đã ký kết. Thông thường, các cơ quan chức năng sẽ ký hợp đồng để thuê bên thứ ba trong giữ phương tiện, bảo quản phương tiện trong quá trình chờ xử lý. Khi đó, trách nhiệm pháp lý cũng sẽ được xem xét trên cơ sở hợp đồng gửi giữ này, theo quy định của pháp luật về dân sự. Tuy nhiên, để có căn cứ yêu cầu bồi thường thiệt hại trong vụ cháy này, chủ sở hữu xe cần có biên bản tạm giữ xe vi phạm, tình trạng xe, đời xe để xác định giá trị tài sản bị thiệt hại. Trường hợp không thỏa thuận được về mức bồi thường thì người bị thiệt hại có thể khởi kiện ra tòa án giải quyết theo luật định. Vấn đề mấu chốt trong vụ cháy bãi giữ xe vi phạm hành chính để xác định chính xác ai là người có trách nhiệm trực tiếp bồi thường thì phải căn cứ vào việc chủ xe có mua bảo hiểm xe hay không, mua loại nào và nguyên nhân gây ra vụ cháy chỉ trong vòng 22 ngày, trên tuyến cao tốc Cam Lộ La Sơn đoạn qua tỉnh Thừa Thiên Huế đã xảy ra hai vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, làm nhiều người tử vong thương tâm và bị thương. Cụ thể, khoảng 19 giờ 40 ngày 10 tháng 3 năm 2024, anh Lê Hoàng Quân, sinh năm 1973, chú huyện Đắc Minh, tỉnh Đắc Nông, điều khiển xe khách dường nằm biển kiểm soát. 51B26149, loại 2 chỗ ngồi, 44 chỗ nằm, thuộc nhà xe Dương Thảo tại Đắc Nông, chạy tuyến cố định Nghệ An Đồng Nai, chạy trên cao tốc Cam lộ La Sơn hướng Quảng Trị Đà Nẵng. Khi đến tại km 58, cao tốc Cam lộ La Sơn, đoạn qua thôn Sơn Quả, xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, để đuôi xe phía bên phải va và vào phía sau bên trái đuôi xe ô tô tải biển kiểm soát 75C 01691 của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải San Hiền, có địa chỉ tại thành phố Huế, do tài xế Phan Đình Thành, sinh năm 1988, trú thành phố Huế điều khiển bị nổ lốp xe đang đỗ phía trước cùng chiều. Vụ tai nạn khiến hai vợ chồng anh Cụt Văn S, sinh năm 2004, cùng chị Cụt Thị P, sinh năm 2004, trú tại huyện Kỳ Sơn, Nghệ An tử vong tại chỗ và nhiều người khác bị thương nặng. Hiện còn các nạn nhân được điều trị tại bệnh viện. Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 18 tháng 2 năm 2024, tại km 48-200 trên tuyến cao tốc Cam Lộ-La Sơn thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng do xe ô tô 7 chỗ ngồi mang biển kiểm soát 36A48567 va chạm với xe đầu kéo mang biển kiểm soát 63C13659. Hậu quả làm 3 người tử vong thương tâm, xe con biến dạng. Đáng chú ý, hai vụ tai nạn xảy ra ở các địa điểm cách nhau chưa khoảng 10 km. Cũng tại tuyến đường này, ngày 28 tháng 2, trên cao tốc La Sơn Túy Loan, xảy ra vụ lật xe đầu kéo làm một người tử vong tại chỗ. Theo đó, khoảng 7 giờ 45 cùng ngày, xe đầu kéo biển kiểm soát 37C-15826 kéo theo rơ móc 37R-04051 do tài xế HSH 41 tuổi, chú tỉnh Nghệ An, điều khiển chạy trên tuyến đường trên theo hướng Bắc Nam khi đến km 43 cộng 700, địa phận xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, bất ngờ lao vào ta luy đường và bị lật. Hậu quả, tài xế tử vong tại chỗ, xe đầu kéo hư hỏng nặng. Như vậy, chỉ tính từ ngày 18 tháng 2 đến ngày 10 tháng 3, trong vòng 22 ngày, tại tuyến cao tốc Cam Lộ La Sơn, đã xảy ra hai vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng. Một vụ tai nạn nghiêm trọng làm 6 người tử vong và hơn chục người bị thương. Tại cuộc họp do Phó Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên Huế, Hoàng Hải Minh chủ trì ngày 22 tháng 2, nhiều ý kiến cho rằng trên toàn tuyến tồn tại nhiều điểm kết thúc vượt xe có thiết kế nền đường theo kiểu bó hẹp thắt cổ chai. Đơn cử như vị trí tại km 48 200 nơi xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng làm 3 người chết vào trưa ngày 18 tháng 2 thuộc địa phận xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông ngoài ra trên tuyến cao tốc thiếu vắng lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát bảo đảm an toàn giao thông chưa có hệ thống chiếu sáng camera phạt nguội cần bổ sung thêm các biển báo về tốc độ khoảng cách bày tỏ nhiều băn khoăn trước cung đường tử thần bạn đọc th cho rằng tai nạn thảm khốc trên cao tốc cam lộ la sơn chứng tỏ nhiều lái xe vẫn chưa rút ra kinh nghiệm từ những vụ việc trước đó trước tiên vẫn là tốc độ xe họ đậu trên đường mà không kịp xử lý giảm tốc độ thì không thể biện minh Tôi nghĩ đạo đức lái xe của một số tài xế xe khách rất kém, kết hợp với tính bất cẩn và liều mạng trong mọi tình huống nên tai nạn liên tục xảy ra. Bạn đọc TH nêu ý kiến. Anh Doãn Hùng, Hà Nội, người từng đi trên tuyến cao tốc này kể lại, tình trạng xe khách chạy ẩu, lấn làn trên tuyến cao tốc này khá phổ biến. Đáng sợ hơn, nhiều tài xế lấn làn, bứt tốc, bất chấp khoảng cách an toàn, thậm chí lấn sang làn đối diện ở cả những đoạn cấm vượt. Tuyến đường chưa thu phí nên mật độ lưu thông rất đông đúc, hơn nữa do chưa có hệ thống giám sát phạt nguội lực lượng chức năng xử phạt còn thưa vắng nên tình trạng chạy ẩu diễn ra khá phổ biến anh hùng cho hay nhiều ý kiến đề xuất cơ quan chức năng kiểm tra và có phương án hợp lý cho xe lưu thông thậm chí nếu chưa đảm bảo an toàn thì nên đóng tuyến nếu cho chạy thì giảm tốc độ xuống 50 đến 60 km/h 1 giờ sáng ngày 11 tháng 3 cao tốc Cam lộ La sơn vẫn chưa thể thông tuyến sau tai nạn tại hiện trường vẫn còn rất đông hành khách của xe khách biển kiểm soát 51B26149 đang chở xe trung chuyển đưa về xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền để ăn uống nghỉ ngơi, trong khi chờ lực lượng chức năng bố trí phương tiện để tiếp tục hành trình. Đa phần họ đều không giấu nổi sự mệt mỏi, trên mặt còn phỏng phất sự sợ hãi sau tai nạn thảm khốc. Vụ tai nạn khiến hai vợ chồng, Cụt Văn S, sinh năm 2004, và chị Cụt Thị P, sinh năm 2007, cùng chú huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, tử vong. 9 người trên xe khách bị thương gồm Linh Thanh Trung 2 tuổi, Linh Văn Khâm 23 tuổi, Lương Thị Bích 23 tuổi cùng chú xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, Cụt Văn Nam 1 tuổi, Cụt Văn Huyên 25 tuổi, Cụt Văn Xuân 27 tuổi, Cụt Văn Xuân 32 tuổi cùng chú xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn, Lương Thị Khách 24 tuổi và Cụt Thị Phun 27 tuổi cùng chú thị xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn. Hiện 9 nạn nhân bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế Cơ sở 2, xã Phong An, huyện Phong Điền. Hầu hết các nạn nhân chỉ bị đa chấn thương nhẹ hoặc xây sát. Anh Cụt Văn Tuyền, chú huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An cho biết, anh có 4 năm làm nghề cạo mủ cao su ở Bình Phước. Tết năm nay anh về quê Kỳ Sơn ăn Tết. Đến sáng ngày 10 tháng 3 thì anh lên xe khách biển kiểm soát 51B26149 để vào lại Bình Phước làm việc. Tối cùng ngày xe dừng ở Quảng Bình để mọi người nghỉ ngơi ăn tối sau đó lên xe để tiếp tục hành trình. Thời điểm xảy ra tai nạn khoảng gần 20 giờ, khi ấy tôi và hầu hết mọi người đều đang ngủ. Tôi nằm ở giường cuối ngay cạnh hai vợ chồng bị chết. Lúc ấy tôi đang mơ màng thì nghe tiếng va chạm mạnh. Giật mình tỉnh dậy thì thấy xe khách hỏng nặng phần đuôi và không thấy hai người bên cạnh đâu. Tôi tự thấy mình may mắn khi nằm ở cuối xe nhưng không bị thương tích gì. Anh Tuyền kể theo anh Cụt Văn Tuyền, vì là người cùng làng nên anh biết khá rõ về hai người chết sau vụ tai nạn. Họ là hai vợ chồng con rất trẻ. Chồng là anh Cụt Văn S, sinh năm 2004, và vợ là chị Cụt Thị P, sinh năm 2007. Cặp vợ chồng này cùng là người dân tộc Khơ Mú. Họ mới sinh con đầu lòng được khoảng 6 tháng tuổi. Do cuộc sống khó khăn nên phải gửi con ở lại cho ông bà nội chăm sóc, rồi khăn gói cùng nhau vào Bình Phước để xin làm nghề cạo mũ cao su kiếm sống. Anh lở bá dĩa, dân tộc Hơm Mông, chú Nghệ An cho biết thời điểm xảy ra vụ tai nạn trên xe khá đông khách, hầu như không còn giường trống. Thời điểm xảy ra tai nạn, anh dĩa nằm ở giường giữa. Khi anh đang say giấc ngủ thì tiếng va chạm mạnh làm anh giật mình tỉnh giấc. Sau cú va, xe khách vẫn lướt đi một đoạn thì mới dừng lại. Khi tinh thần ổn định, quay lại phía sau thì mới biết xe gặp tai nạn. Toàn bộ phần đuôi xe tan nát, hầu hết những người chết và bị thương đều nằm ở giường cuối xe những người nằm ở đầu và giữa xe thì may mắn không bị thương nhưng ai nấy đều khá hoảng loạn anh kha văn bản người dân tộc thái chú nghệ an chưa hết bàng hoàng kể lại thời điểm xảy ra tai nạn anh bản nằm ở giường giữa nên may mắn không bị thương trên xe phần đa là người của huyện kỳ sơn nghệ an có người thì đi vào bình dương có người thì vào bình phước hoặc con tum xe đang đi thì lái xe bất ngờ đánh lái rồi phần đuôi va vào xe tải cú va mạnh khiến mọi người trên xe giật mình tỉnh giấc sau cú va, xe tiếp tục chạy trong tình trạng rung lắc, như sắp lật được khoảng hơn 500 mét thì mới dừng lại. Thời điểm đó, mọi người trên xe đều hoảng loạn, sợ hãi. Anh Tản nhớ lại. Liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc nói trên, ngay trong đêm 10 tháng 3, ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, trực tiếp đến hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn, cũng như làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả, đồng thời chỉ đạo lực lượng chức năng tập trung xử lý hiện trường và thông tuyến cao tốc Cam Lộ La Sơn trong thời gian sớm nhất. Sau đó, ông Hoàng Hải Minh cũng vào Bệnh viện Trung ương Huế để thăm hỏi, động viên và hỗ trợ những nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn. Chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế cũng chi 5 triệu đồng một người để hỗ trợ cho hai nạn nhân tử nạn. Mới đây, trên tuyến cao tốc Cam Lộ-La Sơn đoạn qua thôn Sơn Quả, xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế lại xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô khách và xe tải dừng đỗ ven đường, làm hai người tử vong tại chỗ, ba người bị thương và sáu người phải đến cơ sở y tế thăm khám. Theo Ban An toàn Giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế, Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 19 giờ 40 phút ngày 10 tháng 3 tại km 58 trên tuyến cao tốc Cam Lộ La Sơn. Tài xế Lê Hoàng Quân, sinh năm 1973, trú tại xã Đắc Lao, huyện Đắc Minh, tỉnh Đắk Nông, điều khiển xe khách 51B 26149 chạy theo hướng từ tỉnh Quảng Trị vào thành phố Đà Nẵng. Khi đến đoạn đường trên, xe khách va chạm với xe ô tô tải 75C01691 do anh Phan Đình Thành sinh năm 1986 ở phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế đang dừng đỗ bên đường theo hướng cùng chiều. Hậu quả vụ va chạm mạnh khiến hai người, một nam một nữ tử vong và bốn người khác cùng trên xe khách bị thương được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2, đóng tại xã Phong An, huyện Phong Điền. Theo thông tin ban đầu, tài xế xe khách cho biết trên xe có khoảng hơn 40 hành khách. Thời điểm xảy ra tai nạn trên cao tốc Cam lộ La Sơn trời tối và không có đèn đường. Khi xe đang di chuyển thì bất ngờ phát hiện xe tải dừng trên cao tốc nhưng không có đèn báo khẩn cấp. Do trời tối, xe tải dừng nhưng không bật đèn báo khẩn cấp nên khi gần đến nơi tôi mới phát hiện ra. Lúc đó tôi buộc phải đánh lái gấp sang làn đường bên trái để tránh đâm trực diện vào xe tải. Tuy nhiên, do khoảng cách quá gần khiến đuôi xe va vào xe tải. Thời điểm đó tôi không dám phanh vì nếu phanh rất có thể xe sẽ bị lật do đó tôi phải thả cho xe lướt đi theo quán tính khi xe ổn định thì mới đánh lái sát vào lề đường bên phải rồi dừng lại tiếc là trên xe tôi cầm lái không có camera hành trình để ghi lại hình ảnh thời điểm tai nạn anh lê hoàng quân nói hiện lực lượng chức năng tỉnh thừa thiên huế đang có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn Trước đó ngày 18 tháng 2, trên tuyến cao tốc Cam lộ La Sơn, đoạn qua huyện Phong Điền cũng xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa ô tô con và xe container khiến 3 người tử vong.